trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Là ngươi, ngươi dám bỡn cợt bổn tướng quân. Bần tăng biết tội, bần tăng cũng do bất đắc dĩ mới làm toàn ra như vậy. Toàn lời sằng bậy. Ngươi không những dạy đệ tử không nghiêm, còn muốn giá họa cho người khác. Người đâu? Dạ có. Xin tướng quân bất giận, bần tăng có lời muốn nói. Được, ta cũng muốn nghe thử xem nhà ngươi có thể thốt ra lời hay ho gì không. Hư dân trưởng lão, ngài đúng là một hòa thượng có đạo hạnh. Đấu qua đấu lại, rốt cuộc vẫn là ngài thắng. Đây gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Pháp sư à, ngài đã hiểu sai rồi. Bần tăng chưa hề có lòng muốn tranh đấu. Không đâu mà đấu. Ngài thật thâm sâu đến thiền tông diệu chi. Tại hạ bội phục, bội phục. Người đâu? Có. Dẫn đi. Dạ. Lão hòa thượng à, chùa của ông ở đâu? Đưa ta đi xem thử. A Di Đà Phật. Tướng quân mời. Ê, mời, mời, mời. Làm lại đi. Một. Làm lại nghe, làm lại nghe. Một. Một. Hai. Ba. Ba. Thông rồi. Thông rồi. Ê, sao hả? Đường thông rồi, ngươi không vui hả? Ê, vui chứ. Vừa đến tôi đứng lên không nổi nữa rồi. Hey. Làm con đường này đã tốn hết 31 năm lẻ 83 ngày rồi. Liễu Trần sư phụ, ông không cần nói, tôi thực sự rất khâm phục ông. Hả? Con đường này làm xong dùng hết 30 mấy năm. Việc này á không giống như là công việc của một vị hòa thượng phải làm. Ừ. Vậy ngươi nói làm hòa thượng thì phải làm gì? Ờ, hòa thượng à, ngồi thiền nè, đọc kinh nè, tu thiền. Ta không biết tu hành, chỉ biết làm đường thôi. Người sống ở trên đời á thì phải biết bản thân mình nên sống như thế nào. Nếu là hoa thì cứ ung dung nở rộ, là cây á thì cứ thẳng tắp mọc lên. Con người thì mỗi ngày phải đi đường, con đường của mình phải tự mình làm. Tóm lại, đi một vòng trên thế gian phải làm một chút gì đó. Hả? Ngươi nhìn ta vậy làm gì? Đường làm xong rồi, sau này ông dự định làm gì? Nghĩ nhiều vậy làm gì chứ? Về nhà ăn một bữa no nê ha, sau đó ngủ một giấc thiệt ngon, sau đó nữa thì đường cũng làm xong rồi, ta cũng nên về thôi. Ông đi về đâu? Hồ đồ, còn có thể về đâu? Bụi về bụi, đất về đất, từ đâu đến thì về nơi đó. Ấy, ta có một việc cần người giúp. Hả? Là việc gì? Ta chết rồi á, người phải đem xác ta đi thiêu hả? Nhưng nhớ phải đốt lửa thật lớn nha. Đốt lửa không lớn, xương cốt sẽ bị đen. Nếu đốt lửa lớn, xương cốt sẽ trắng như tuyết. Ê, đem trò cốt của ta rải cái con đường này nè. Người ta đi một vòng trên thế gian cũng nên để lại chút gì đó chứ, đúng không? Đi về. Về nhà thôi. Bụi về bụi, đất về đất, từ đâu đến thì về nơi đó. Suốt đoạn được qua, tôi thấy trưởng lão đúng là một hòa thượng có tu hành. Nhưng mà
đại đa số hòa thượng vẫn là ăn ngon biên làm mượn đạo tạo đời trong thời đại này. Bổn tướng quân thật sự không thể đồng cảm cho Phật giáo được. Không đồng cảm là vì tướng quân thiếu quá nhiều sự hiểu biết. Hòa thượng là tên gọi thông thường của tăng nhân Phật giáo, thánh phàm phân biệt khác nhau. Tướng quân không thể vì một số ít tăng xấu mà loại bỏ toàn bộ tăng lữ, giống như chúng ta không thể vì một vài tên tú tài không tài đức mà mắng Khổng Tử. Tướng quân thống lĩnh binh tướng, tuy quân kỷ nghiêm minh, đại đa số quan binh đều phục tùng quân lệnh, nhưng không thể bảo đảm tất cả mọi người đều có thể thông minh chính trực như tướng quân. Biển không chê bỏ tôm cá nên mới bao la. Phật pháp dí tính như biển, không có gì không dung. Hiền ác cùng độ, mỗi người tự tu dưỡng tính của mình. Cũng khó tránh khỏi có mê, có ngộ, có Phật, có ma. Nhưng mà một đệ tử Phật chân chính đều thành tâm kính Phật pháp, nghiêm chỉnh tuân thủ thành quy, họ tích đức hành thiện, giao qua bốn phương, về quốc gia xã hội là trị an lòng người, về luân lý quy phạm, về pháp luật, về học thuật đều có cống hiến to lớn. Đích thực là một lão hòa thượng có khả năng hùng biện. Tại hạ mặc dù học ở Tây Dương nhiều năm, đối với Phật giáo thông hiểu một chút, nhưng đối với nhân quả luân hồi mà Phật giáo nói, tại hạ thật sự không thông nổi. Điểm chính của nhân quả luân hồi, người ta thường nói là trồng bí được bí, trồng đậu được đậu. Đây vốn là phép tắc của vũ trụ. Mọi việc có nhân tất có quả. Nếu một người cả đời làm nhiều điều ác, người đó tự nhiên sẽ bị đọa lạc. Bụi về bụi, đất về đất, từ nơi nào đến thì về nơi đó. Bụi về bụi, đất về đất, từ nơi nào đến thì về nơi đó. Bụi về bụi, đất về đất, từ nơi nào đến thì về nơi đó. Ê, lão Hoàng, đến đây, đến đây. Lão Hoàng, ngươi cũng đến đây với Gia Gia rồi. Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đây ha. Vậy thì hãy đi cùng Gia Gia nha. Hả? Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Công nguyên năm 1910, Hư Dân trưởng lão với sự giúp đỡ của tứ chúng đệ tử đã hoàn tất công việc trùng tu Bát Du Am ở núi Kệ Túc,
đồng thời đặt tên là Chúc Thánh Từ. Ngài đã xây dựng tấm gương dẫn dắt chúng tăng sớm tối lên điện, 6 giờ hành đạo, làm đạo phong núi Cây Túc nghiêm chỉnh lại, kiến lập lại khí phách của chùa cổ danh tiếng của Phật giáo Trung Quốc. Cô nương, 你多保重吧. ，在英帝国主义的挑唆下，西藏的王公活佛不肯承认刚刚创建的民国政府。袁世凯下令云南军政府都督蔡锷出兵攻打西藏，滇藏双方陈兵两省交界处，大战一触即发。 阿弥陀佛，虚云长老，请上座。好，请上茶。是。钱主任，我给你介绍一下。这位是虚云长老。他就是我要等的人。阿弥陀佛，久闻大名啊。请。好。不过我还真没听说过哪个和尚能做军事顾问的。好了，多多。 在下先走一步了，请慢用。那就请都督早做决断。卢厅长那儿还等我回话呢。嗯，钱主任，请你放心。一有决定，我会尽快通知你。好，告辞。蔡都督，我听说滇藏边境要开启战端，我就急急忙忙赶来了。 但不知所谓何故啊，长老，您是和袁世凯打过交道的。此人心怀叵测，野心称帝，排斥异己，一人把持民国政府，闹得国人群起反对。孙中山先生在南方组织讨袁，造成 南北对峙的局面，内地局势动荡不安呢。十三世达赖和西藏的一些王公贵族，在英国人的挑唆之下，至今不肯承认民国政府。这样，袁世凯就命我率兵攻打西藏，想用武力压服拉萨。哦。 都督已经接受命令了。我蔡锷如果不听他的命令，他势必把我视为异己，借机出兵讨伐云南，成为他进攻云南的口实。我如果出兵攻打西藏，则兵凶战危，生灵涂炭呐。滇藏两边的力量都会被削弱。 这样一来，他就会强迫西藏就范；另一方面，可趁我后方空虚，让陈焕带兵从四川入滇，一举占领云南。
这是袁世凯的一石三鸟啊，长老，您说的太对了，我现在是左右为难呢。长老，此事该如何处理才好啊？藏民素来信奉佛法，非独武之辈，此时不肯易帜，除了民国初立。 根基未固，南北对峙之外，恐怕另有原委。想靠武力解决问题是绝对不行的。长老所言极是啊，可眼下我是无可奈何呀，只好暂且敷衍，令殷书桓作为总司令，率领两师军队开到宾川。 可云南民政厅长罗荣轩，他是袁世凯的心腹，他力主出兵入藏。刚才长老见到的那个钱主任，就是罗荣轩安插在我部队里的耳目。我稍一犹豫，他就扬言要报告北京。嗨，况且谍报探知。 西藏达赖喇嘛的军队也开到了藏滇的边界，而且有许多英国军事顾问参与其中。一旦开战，势必英印联军就会借机进军西藏，侵占我华夏版图。若中华兄弟民族之间拼拼杀杀打起仗来，得利的只能是外国列强，而百姓呢？ 则祸无宁日。眼下缓兵之计，也只能是拖一拖了。从根本之计，还是和为贵呀！哎呀，这正是我蔡锷心中渴望，但不知如何能实现的事啊！是啊，藏人历来崇信佛教。顺治九年，五世达赖。 由北京返回拉萨以后，就实行了政教合一。佛教在西藏的影响力是很大的。如能有一位大德高僧前去调解周旋，和平二字当可实现呐！哎呀，看来此事松坡只能拜求长老了。 松波知道西藏的许多活佛喇嘛都参加了长老主持的滇藏佛教会呀。出家人本不问红尘之事，但消弭战祸、维护生灵，也是佛教徒应该做的。为国计民生，虚云理当万死不辞。不过。 虚云是汉人，虽与达赖喇嘛互有问候，但并无深交。如由贫僧去见达赖喇嘛，恐怕功效甚微啊。这，哎呀，请虚云长老万勿推辞。如此大事，贫僧岂敢推辞？ 我不过是想推荐更合适的人选。在藏东立川，有一位东宝仲巴法王，年高德勋，曾被达赖喇嘛封为四宝法王。若能请到东宝仲巴法王前往游说达赖活佛的话，那必有成就啊。那。 长老与东宝大喇嘛可有交情啊？贫僧与东宝法王交往甚密，我愿前往藏东利川，请他出面帮忙。哎呀，好极了！我马上命人备下礼物，拟好与达赖的合约，烦请虚云长老辛苦一趟利川。好，事情紧急，贫僧。
回寺内安排一下事务，明早就动身前往利川。虚云长老，松波代表千帆的黎民百姓向您拜谢了。将军，将军，虚云长老。 跟你一起去。此去利川山高路险，你跟着干什么呀？正因为山高路险，孟灵才要跟着你呢。蔡鄂都督会派兵护卫我的，你不用担心。还是跟着师父们学习经教吧。嗯，师父，阿弥陀佛。 长老，让您老人家远涉万水千山，深入藏地，受苦受累，实在过意不去呀。如果不是，事不得已。都督，您就不必客气了。贫僧是个行脚僧，一向都是一波千家饭，孤身万里游。这脚底板厚着呢。<笑>这一次啊。 又是粮食充足，又有都督派兵护卫，10天半个月的，算受什么苦啊？贫僧这简直是享清福啊！<笑>赵班长，在。一路上一定要细心照顾好虚韵长老，不能有半点闪失，明白吗？都督放心，如果有半点差事，我提头来见。好。 这是松波亲手调养的一只信鸽，就请长老带着它出发吧。啊，他返回都督身边之日就是滇藏和平之时。嗯，请都督静候佳音吧。好，长老，松波就不远送了，长老请多保重。 阿弥陀佛，一切拜托了。自从他上次顶撞了罗定长，说要办什么佛学院，哎，还说要成立什么滇藏佛教会，我就看出来了，这老和尚想办的事儿啊，你就是用八头牦牛也拉不回来呀。难道眼看着让他去利川？嘿嘿，我哪能那样对待我们的英国朋友古德爵士的指示呢？啊，这么说。 钱主任已经有安排了。<笑>在荒无人烟的雪峰冰川、悬崖激流中，这失踪几个人，那不是常有的事吗？钱主任，你不是说这个虚云老和尚不是常人吗？<笑>哎呀，就算他过得了我这一关，那他也未必能过得了你这一关呢！啊！<笑><笑>徐云长老，慢点。 慢点走，您这身子骨要紧啊！哎，不碍事，我这个人走路啊走多了，你就放心吧。<笑>蔡都督吩咐我们一定要保证您的安全啊！放心吧。哎，什么人？胆敢在此掌道！大路朝天，你我各走一边。
谁挡谁的道啊？孟玲，别闹了。赵班长，别误会。师傅，是自己人。我来了，收起来，收起来。哎，来，你可拿好了啊。都是大人了，还是那样不听话。庚子年间，我不就是跟着您一路走到西安的吗？当时您就答应过我，不管什么时候，也要带着我。是啊。哎，出家人可不能打妄语啊。好，我就是走到天边，也要带着你。哎，师傅，从宾川到藏区到底有多远呢？说远也远，说近也近呐。长老，长老，哎，师傅，你看那边好像有人在喊您呢。我去看看。长老，快过来，快过来。还是我先去看看吧。不，那些施主可能有求于我们，需要我们的帮助，耽搁不了多长时间。好啊。虚云长老被藏人枪杀了。什么？他们刚一进入藏区就遭到了埋伏，保护虚云长老的赵班长和他的士兵无一幸免，全都牺牲了。你看，这就是他们留下的遗物。都督啊，藏人桀骜不驯，看来这一仗是箭在弦上了。哎，怎么没有虚云长老的东西啊？那肯定是被藏民抢走了呗。哎，等咱们大军一打过去，虚云长老的东西不就找回来了吗？不，没有虚云长老带回来的信息，大军仍驻扎原地，谁也不准轻举妄动。那都督，虚云长老他……不要再说了。我了解虚云长老，他是一个行人之所难行的禅者啊。阿弥陀佛，看好您的东西啊。哎，孟玲啊，师傅，你看那人好像吴大哥。别胡说了，怎么真的啊？哎，吴大哥，真是他。吴大哥，吴大哥，孟玲啊，哎，你怎么穿的？嗨，怎么在这儿啊？闲来无事，就把汉地的布匹、食盐、日用品运到这儿来，再换些货回大去卖掉。你发财了！哎，你怎么一个人到这儿来的？虚云长老没跟你一起啊？在那儿呢。啊，师傅，来来呀！不，我实在是无颜见虚云长老了，我走了。哎，哎，师傅，哎，吴大哥，哎，在这儿，在这儿呢。哎，哪儿呢？哎，哪儿呢？见鬼，刚才还在这儿呢，怎么转眼就没了？哎，躲得了初一，躲不了十五。前面半里地啊，有一座汉人的寺庙，他们今天晚上准在那儿，我们就到那儿收拾他们。走，这回绝对饶不了他。对。哎，朋友，有好事儿见着有份儿。啊，这份儿，关你什么事儿？说笑了，在这儿难得见到几个汉人，我请你们喝酒，怎么样？喝酒，走，哎，走。极乐寺，哎，师傅，我们看看吧。啊，你去看一看。哎，谁啊？有人吗？是喇嘛。贫僧是从鸡足山来的。好，
想请求在贵寺挂单。您是汉地来的和尚？贫僧确实来自汉地。师父，你这是怎么了？你为什么哭了？我知道今生是再也见不到汉地来的和尚了。菩萨有眼呐！阿弥陀佛。和尚，你怎么了？我是高兴，高兴啊！哎，大师，快里边请，里边请。大师，里边坐。哎，快请坐。哎，坐。你在这里守住一座寺庙也真是不容易啊。守什么庙，我也是没办法呀。师父怎么能这么讲呢？大师父，您有所不知，在下本姓李，老家在广西。你如何称呼？因为我姓李，这里的人都叫我李和尚。你师父没替你戒度吗？没有，那时候他说我太小，要等我长大了再替我受戒。没想到他老人家暴病身亡了，我请人帮忙把他葬在后院里。我也无处可投奔，只好穿起了他的衣服，自己做起和尚来了。我在这里30多年了，从没见到过汉地来过僧人，所以这里的人也不管我是真和尚还是假和尚。那你会念经吗？不会，只会念观世音菩萨和阿弥陀佛，其他的都不会。大师，您看我光顾说话了，您一路上辛苦了，我去弄些饭菜供养吧。阿弥陀佛。兄弟几个啊，今儿不动了，不吹，没事，来来来，喝啊！好，哎，马上，哎，马上，我的枪没了，是你捣的鬼？是不是你捣的鬼啊？不瞒哥几个，我是个商人，只会做生意。我看你们几个缺钱花，就把你们的枪啊拿去卖给了黎族猎人。这还真别说，卖了个好价钱。拿去啊！那你得把枪给我。嘿，我真是好心没好报，当成驴肝肺了。我走，这惹不起，我躲得起啊！我走了，走，没那么便宜，回来。明天再找这个小子算账，今晚还有大事要办。可是枪没了，杀个老和尚用刀还不够啊？蠢货！是。好，那这钱我这儿也没什么好招待您的，只有这些薯干，您别嫌弃啊。哦，对了，这里还有一瓶陈年好酒，今天我也拿出来招待您。啊，出家人受戒是不饮酒的，不能违反戒规。我劝你啊，以后也还是少饮为好。那好，我听您的，我现在就把它戒了。阿弥陀佛。哎，师父，这碗青菜是我自己在后院种的，您怎么不吃啊？我是过午不食的。什么叫过午不食啊？就是过了中午就不吃饭了。孟良，你可以吃啊。这有什么好处吗？佛陀这样讲过，只不过是方便修行而已。你对将来有什么打算吗？我也不知道，原本打算回广西老家，但那边也没什么亲人了。再说我也不知道路该怎么走，只好在这里守着，守一天算一天吧，守到老了就跟师父去了就算了。我看你这样做和尚也没有什么好处，你呀还是打算一下，要是真正想出家学佛，就到汉地拜师修行，要是没有出家的意思呢，也不必勉强。
不如还是回到内地去还俗，学一门手艺谋生吧。还了俗我也不知道该做什么。师父，如果您不嫌弃，您就收留我吧，我去替您看庙行吗？也好，那我给你写一封信，你就到鸡足山祝圣寺去住吧。鸡足山在什么地方？有多少天的路程啊？嗯，有十多天就能到了。我长这么大都在这山里转，从没出过远门。嗯，嗨，鼻子底下一张嘴还不会一路打听啊。师父，您去丽江不如带上我吧，我有力气可以背东西。我们这次去藏东啊，是有重要的事情要办，你呀、还是不要跟着为好。那您回来总要路过这儿吧，到时候我跟您一起回鸡足山行吗？也好，等我们回来的时候啊，路过就带上你。好，师父在上，请受我一拜。阿弥陀佛。师父，我去方便一下行吗？别动，别出声，否则我宰了你。住手！你是什么人？商人？商人，我看你是活得不耐烦了。上！师父，有刺客，快躲一躲吧。我去看看。我和师父都离不开你啊，吴大哥，你就别走了。无礼，你与了尘师父相处了半年之久，难道还没有领会提得起放得下的含义吗？长老，无礼对不起您，您三番五次的救我，而我却三番五次的对不起您。我那些小事情就不要挂在心上了，外面天凉，进来吧。师父，前面的路好走点了，我送你们就送到这里吧。好，你就回去吧。啊，阿弥陀佛。师父，我在庙里等着您，您可早点回来接我啊。等我们把事情办完了，我们一定会来接你啊。来，进来吧，回吧。师父，你走好啊。回去吧。你们干什么呀？别动！说，老和尚去哪儿了？走了。快说，他跑哪儿去了？快说！你们是什么人啊？少啰嗦！老和尚去哪儿了？看你们这凶巴巴的样子，你们不是要杀害老和尚吧？昨天晚上是你们！再啰嗦，我宰了你！说！走了，往北边，盐商道啊。算你识相，走。你这个秃驴，敢骗我们！给我起来！行了，小子，别吓人家了。哼。和尚，你知道那个老和尚是什么人吗？他是大好人，大善人。他说了，还要带我去鸡足山呢。我告诉你吧。那个老和尚是政府要抓的要犯，你呀，要帮我们找到他，可以给你好多好多的银子。那时候你到鸡足山可以好好的玩个痛快。来，拿银子。那是去修行，不是玩。修行就修行，有了银子，修什么都行。怎么样？带我们去吧。这样吧，
你们赶了一天的路，也挺辛苦的。我这儿有一坛好酒，咱们喝了酒立马上路，行吧？你可别耍我们，就是哪能呢？来来来，喝酒喝酒喝酒啊，喝酒。师傅，慢点。来喝啊！慢着，你这酒里有没有什么东西？怎么可能呢？我先喝。来来来来来来，我们喝。来。你们看，就在山的那边，离藏区还远着呢。哦，师傅啊，这边。对，我们得从这边绕过去。我们走吧。走。对。哎，师傅，来。吴林，哎，孟玲啊，啊，这就是有名的虎跳峡，这就是啊，哎，我们只要过去啊，才能到达藏区。哦，啊，我们一定要过去。好。
Nam mô A Di Đà Phật.